Đó. Trời ơi, bệnh viện bây giờ từ sáng giờ kiếm bác sĩ kiếm không có luôn, trốn hết luôn rồi, người chết nằm đây là giờ nằm từ sáng giờ cũng không ai ra đi siêu đi mai bán. Thôi có đi luôn cho coi. Treo oxy vô đi để ông chết điện giờ đang hấp hối rồi, giờ bác sĩ ở đây không có. Rồi chắc ông qua không nổi luôn rồi. Bác sĩ trốn đi đâu hết luôn rồi mọi người. Bác sĩ không dám ở đây luôn, sắp chết nằm đây sáng giờ mà còn không đi mai táng nữa thiệt. À, quay không có một bóng nhân viên y tế bác sĩ nữa. Trời ơi. À, ông già ở đây sắp chết rồi, rồi thở mình ơi sắp chết mà không có bác sĩ vô cứu nữa. Thiệt.